rồi hôm nay mình lên chiếc máy 4 hậu 5 này mình chia cho anh em nha. Nói chung là giảm giá nha anh em. Con này ổn thì mình ra bán tăng lên bán là giá là 2 triệu. Hôm nay mình để cho anh em giá là 1 triệu 3 nha anh em. Hành lý bỏ luôn. Anh em nào thích ăn đổ về thì cứ bật con này ngang nghe gáy hoặc kích mồi rồi đó, kích trống rồi đó. Gáy suốt ngày luôn nha anh em. Con này để dành bắt bổ chặn là cũng ok lắm nha. Thích thì cứ alo cho mình nha, giá này giá giảm rồi nha, không bắt được nữa nha anh em. Anh em xem hợp giá thì cứ alo nha. Con này, con máy này thì nó chơi mỗi địa hình nha anh em bỏ chỗ nào cũng dẫn ký chứ. Con này là con hậu 4 lỡ 5 nha, ký 4 cốt thì tầm khoảng 70% á, ký 5 cốt thì khoảng 30% thôi. Và nó lợi cốt nữa nghe anh em, lợi cốt đôi nha. Thích thì cứ alo mình nha, giá thì đã báo ưng giá thì cứ alo nha. Sẵn mình nói luôn nha anh em, con chim này là con chim Việt nha anh em, chứ không phải mà chim Thái, chim Malay gì đâu nha. Anh em xem hình dáng anh em cũng biết rồi đó, rồi anh em nào xem ưng thì alo em.